Xin hân hoan và chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Đến clip ngày hôm nay thì bên kênh của em có rất là nhiều sản phẩm đẹp như cả nhà ha. Đặc biệt là hôm nay em có sưu tầm được một số loại tiền đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like rồi đăng ký kênh cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên là em sẽ giới thiệu tất cả các loại tiền nha. Giờ trong mã số 1 thì cả nhà mình thích cái bộ nào thì nhắn giúp em bộ đó nha. Chụp màn hình lại ha. Đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình, trong mã số 1 này là giới thiệu với cả nhà mình em có về được một bộ tờ 5 tờ tiền con hổ nha. Đó, 5 tờ tiền con hổ, những tờ này là còn nguyên zin rất là đẹp, lành lặn. 5 tờ con hổ này được phát hành năm 1972. Đây được xem là một những tờ tiền rất là đáng để sưu tầm như cả nhà mình ha. Mặt trước là hình ảnh con hổ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành năm 1972. Tình trạng còn tương đối đẹp, còn mới cứng ha. Ở đây là em bỏ vô trong cái bao để mình có thể bảo quản lâu dài được những tờ tiền này nha. Và một bộ như thế này, hôm nay em có sưu tầm được 5 tờ. Đó, mặt trước là hình ảnh con hổ đây, mặt sau là dinh độc lập. Đó, cả nhà mình cùng xem ha. Đặc biệt là những tờ này đều có bóng chìm của bà Trần Lệ Xuân hết nha. Ở đây bóng chìm nằm đây cả nhà ha, giờ mình sẽ gọi lên nha. Ở đây là sẽ có bóng chìm của bà Trần Lệ Xuân ha. Tờ Việt Nam Cộng Hòa, nghe nói ngày xưa là khi mà cầm tờ 500.000, tờ 500 đồng này để đi mua ra chợ mua là không có tiền thói ha. Và đặc biệt những 1/3 tờ tiền này có chỉ bảo an đây. Cả nhà mình cùng xem nha, để chống tiền giả ha. Do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành của Mỹ nha cả nhà ha. Việt Nam Cộng Hòa. Rồi một bộ 5 tờ như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 650 nha, 650 cho bộ 5 tờ tiền con hổ. Rồi tiếp theo. Trong mã tiền này á thì em sẽ có một bộ bao gồm 6 tờ. Đây cả nhà cùng xem ha. Đây một bộ này là bộ 6 tờ tiền xưa Việt Nam qua các thời kỳ nha. Trải dài qua tất cả các thời kỳ lịch sử của Việt Nam mình ha. Trong đó là có tờ 100 đồng nè, 100 đồng BOT huyền thoại nha. Năm 91, rồi tờ 2 đồng năm 80. Rồi sau này là bộ này thì cả nhà mình cũng biết rồi ha. Tờ 10.000 năm 93 của mình đây. Tờ 20.000 năm 91, tờ 50.000 và tờ 100.000. Đó, một bộ 6 tờ như thế này. Em cũng đã lồng vô phơi bảo quản cho mình rồi ha. Thì một bộ 6 tờ tiền Việt như thế này. Bộ này em tạm gọi là bộ năm 94 ha. Tại tờ có tờ 100.000 tờ tiền giấy cuối cùng của Việt Nam mình đây. Hình Bác Hồ mặt sau là nhà sàn ha. Thì một bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 nha. 600.000 cho một bộ tiền em tạm thời gọi là bộ năm 94 nha. 246 tờ. Đó. Rồi, tiếp theo trong mã tiền, mã số 1 thì giới thiệu với cả nhà mình một trong những tờ rất là đặc biệt nha. Khách mới lấy tờ rồi em giờ còn 4 tờ 2 đô, 2 đô cổ được phát hành năm 1928. Đặc biệt là đây là tờ 2 đô Mỹ đầu tiên được sản xuất ra nha. Có mộc đỏ và sơ ghi đỏ. Đây cả nhà cùng xem nha. Đặc biệt là 4 em còn 5 tờ này rất là đẹp. Tờ gần 100 năm, gần một thế kỷ nghe cả nhà nha. Đây cả nhà cùng xem nha. Phía bên tay trái tờ tiền nha là tờ mộc đỏ sơ ghi đỏ năm 1928. Đây cả nhà cùng xem ha. Đó, bao gồm còn được 5 tờ đúng số series như trên hình luôn nha. Mặt sau là ảnh Nhà Trắng. Những tờ 1928 tới giờ là 95 năm, gần 100 năm rồi. Nhưng mà còn đẹp như vậy rất là ít nha. Đa số là cũ nát rồi nhiều. Nhưng mà những tờ mà còn đẹp như vậy giá trị rất là cao. Đó, đây cả nhà mình xem mặt sau ha. Và bên em đồng giá giao lưu cả nhà mình 800.000 một tờ nha. 2 đô được phát hành năm 1928. Tờ 2 đô Mỹ đầu tiên được phát hành nha. Đó, đây cả nhà mình cùng xem ha. 1928. Sợ những tờ tiền bị hư nên em đã bỏ vô những cái bọc như vậy. Về mình có thể để trong bọc về mình bảo quản luôn ha. Đó, cả nhà mình cùng xem. 800.000 cho một tờ 2 đô được phát hành năm 1928, series đỏ mộc đỏ được phát hành năm 1928. Rất là đẹp. Lâu lắm rồi mới sưu tầm được những tờ như thế này. Còn được 4 tờ này thôi nghe cả nhà mình nha. Đồng giá 800.000 một tờ. Và cũng kiếm được những tờ đẹp như vậy cũng khó nữa nha, ít có gặp nữa ha. Rồi, qua tiếp theo mã tiền của ngày hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình. Cũng trong mã số 1 này sẽ có một bộ tiền ngũ quý, 10k ngũ quý. Một bộ như thế này, nó bao gồm 10 tờ. Từ ngũ quý 0 tới ngũ quý 9. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đặc biệt những tờ này chưa qua sử dụng nha. 10.000 thì mình dễ kiếm nha, một tờ ngũ quý dễ kiếm. Nhưng mà được ghép được chọn bộ như vậy từ 0 tới 9 bao gồm 10 tờ là rất là ít nghe cả nhà nha. Và đặc biệt những tờ 10.000 là chưa qua sử dụng luôn, một bộ ngũ quý như thế này, 10 tờ, 10k ngũ quý. Bộ này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 1.800.000 cho một bộ 10k ngũ quý. Đó, cả nhà mình thích cái 10k ngũ quý thì báo em ha.
Rồi tiếp theo một những sản phẩm rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào các nhà mình cùng xem nha. Một bộ 12 bang. Một bộ 12 bang $2.76 được xem là tờ tiền may mắn nhất thế giới nha. Và cả Việt Nam và cả thế giới đều công nhận tờ $2.76 là tờ tiền may mắn nhất thế giới. Và những dịp Tết thì người ta rất là thường hay tặng những tờ $2.76. Và một điều đặc biệt là hôm nay bên em có sưu tầm được một bộ như thế này. Đặc biệt là nó chỗ nào cả nhà cùng xem nha. 12 tờ. Một bộ này là 12 tờ. 12 tờ $12 được phát hành năm 1976. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ là nó được kết hợp lại từ 12 bang của Mỹ. Mỹ thì nó sẽ có là khoảng 5 Mỹ là 50 bang nhưng chỉ duy nhất 12 bang được in ấn các tờ tiền nha cả nhà nha. Và nó sẽ chạy dài. Hôm nay em sưu tầm được 12 tờ của 12 bang này. Rất là ít gặp trên thị trường nha, cũng rất là hiếm ha. Đây cả nhà cùng xem nha, giống như đây bang số 1. Đây là chữ cái A nè, bang số 2 là chữ cái B. Đó, nó chạy dài theo nha. Đây B nè. 12 bang chạy dài tới 12. Hôm nay mình có ghép được là 3 bộ. Đó, và mỗi một bộ 12 tờ 12 bang như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.2 triệu một bộ. Rất là đẹp như cả nhà mình nha, 12 tờ 12 bang. Đó, đây bang số 8 nè, bang số 8 thì nó sẽ kèm theo chữ H. Đây bang số 9. 12 tờ 12 bang thì hơi khỏi lâu lắm mới ghép được như cả nhà nha. Và gom lại từ rất là nhiều tờ 76 mới ghép được một bộ 12 bang như thế này. Là một bộ 12 bang, 12 tờ $2.76 là 2.2 triệu, tính ra chỉ có 100 mấy ngàn một tờ thôi nha cả nhà ha. Em bán lẻ cũng là 180 ngàn một tờ rồi ha. $2.76 nha. Nhưng mà 12 tờ một bộ, có đó về anh có thể làm tranh ghép vô là thôi, rất là ok luôn ha. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Rồi tiếp theo một cái tờ được xem là hoa hậu Việt Nam mình nha. Hôm nay còn được mấy tờ này, 10k 10.000 cũng lồng vô cái bọc bảo quản cho cả nhà luôn ha. Chất lượng còn tương đối nha cả nhà nha. 10.000 được phát hành năm 1993. Hôm nay còn được 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, 9 tờ. Và mỗi một tờ có giá giao lưu với cả nhà mình ha là 90.000. Cái này đem một mua một tờ là em không có bao ship được nha cả nhà ha. Mấy chục ngàn bao ship chắc đủ tiền ship hết rồi nha. Nên là đối với 10.000 này em không có bao tiền ship cho cả nhà mình ha. Đó, nếu mình mua nhiều thì mới bao ship được nha, chứ tờ là không có bao ship được ha. Rồi đây, 10.000 hoa hậu tiền Việt. Tờ tiền may mắn nhất Việt Nam và đẹp nhất Việt Nam mình ha. Tờ 10.000 năm 1993, mặt trước là hình ảnh Bác Hồ. Mặt sau là Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới nha. Vịnh Hạ Long của mình được xem là một những kỳ quan thiên nhiên thế giới nha. Đó, tờ rất là đẹp. 90.000 một tờ cho 10.000. Và tiếp theo về mã số 1 về tiền thì bên em còn được một bộ như thế này. Một bộ được phát hành năm 1969, tiền Việt Nam Cộng Hòa nha. Ở miền Nam Việt Nam ha, ở miền Nam Việt Nam thì dưới chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Một bộ này để em coi coi, nó còn thiếu một tờ nè. Rồi để em bộ Việt Nam, bộ này năm 69. Rồi bộ 669 thì hôm nay em một bộ này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là một bộ năm 69 thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 ha. 600.000 cho bộ năm 69. Đó. Rất là đẹp nha. Bộ 669 thì nó sẽ bao gồm tổng cộng là 6 mệnh giá nha cả nhà ha, từ 50 đồng cho tới là 1.000 đồng nha. Bộ năm 69 bộ hoa văn. Đó, tiếp theo là một bộ năm được phát hành năm 1966. Bộ tiền của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa nha, bộ tiền của Việt Nam miền Nam Việt Nam phát hành. Thì bộ này năm 1966 thì một bộ như thế này nó bao gồm có là 5 mệnh giá. Đi từ mệnh giá nhỏ nhất đó là 10 xu. Đây các anh em cùng xem ha. Đây là 10 xu, bộ này gồm có 5 tờ các anh em nha, 10 xu nè. Rồi tới là 10 xu rồi tới 20 xu. 20 xu là gần xà nu đây. Đó, rồi tới 1 đồng. 1 đồng là có hình ảnh hai miền Nam Bắc. Miền Nam thì ghe chở dừa nha, miền Bắc là phụ nữ là gặt lúa. Và tờ 2 đồng. 2 đồng là bộ đội hành quân. Đó. Đây, và cuối cùng là tờ 5 đồng là hình ảnh bắn rơi máy bay địch nha. Đó, năm 66 thì bộ này 5 tờ có giá giao luôn cả nhà 500.000.
và một bộ tiền đặc biệt nhất và rất là nhiều người sưu tầm. Đó là bộ tiền được phát hành năm 1972. 72 người ta hay gọi là đó là một bộ gọi là bộ tiền thú nha, bộ thú năm 1972. Thì bộ này tại sao mình nói đặc biệt thì cái này anh cùng xem ha. Là được bộ này á là một bộ tất cả đều là in hình những con thú. Bộ năm 72 do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành thì toàn là nhiều in hình những con thú không nha, bao gồm năm mệnh giá. Mệnh giá đầu tiên nhất là tờ 50 đồng hình con ba con ngựa, 100 đồng hình ảnh là con trâu cày luồn ruộng nha. Và tờ 500 đồng hình ảnh con hổ nè, trong nãy trong cái tờ năm tờ đầu tiên em có giới thiệu đó. Và tờ 200 đồng con nai và 1.000 đồng voi Tây Nguyên. Thì một bộ như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 600.000 nha, cho một bộ tiền bộ thú tiền Việt Nam Cộng Hòa được phát hành năm 1972. Tình trạng tiền còn cũng tương đối là đẹp. Đây là mã số 1 về tiền nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo mã số 2 trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu với cả nhà mình có sưu tầm được một bộ cờ chất liệu Vân Đông. Đặc biệt ở chỗ nào cả nhà mình cùng xem ha. Một bộ này thứ nhất là nó bằng da đây, cả nhà mình cùng xem ha. Mặt trước là bằng da. Lật da lên, đó là chọn bộ cờ ở dưới nha. Tất cả chất liệu cờ này nó bằng đồng nguyên khối. Từng con cờ đồng nguyên khối rất là dày dặn, rất là nặng nha cả nhà mình ha. Và một bộ như thế này bên em cân nặng là cỡ khoảng là 4,5 kg á. Đây để lên những con cờ cho cả nhà mình cùng xem ha. Bao gồm mà hai quân, đây là mã số 2 nha. Thì mở một cái đường kính là cỡ khoảng là 3,5 cm nha. Mở một con cờ 3,5. Đựng cho một cái bao da rất là sang trọng, rất là đẹp. Và một bộ như thế này, quánh xong mình bỏ vô hộp lại ha. Rách đóng lại thành một cái vali. Rất là đẹp. Và một bộ cờ như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà 3,5 triệu. Rất là sang trọng nha. Đó cả nhà cùng xem ha. Đó nguyên một cái vali rất là sang trọng đây, mã số 2, 3,5 triệu cho bộ cờ đồng như thế này ha. Rồi thế là mã số 3. Mã số 3 của ngày hôm nay thì bên em cũng có sưu tầm được hai cái sừng rất là đẹp, độc và lạ luôn. Thì không biết là của con gì nhưng mà rất là độc, rất là lạ nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Có hai cái. Đây, chất liệu con sừng nha cả nhà ha. Gọi cho nên. Đây. Rồi, hai cái sừng này mã số 3 thì tổng trọng lượng là khoảng nửa ký và chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 11 cm. Bên đây thì có khoảng bên đây là 14, bên này là 13. Và bề ngang của mỗi cái này là 1,6 cm. Và một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 3 triệu đồng ha. Không biết là của con nào nha. Chủ yếu là mục đích là trưng bày sưu tầm phong thủy. Đây là mã số 3 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì bên em cũng có sưu tầm được một cái sừng đá đẹp, độc và lạ luôn nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Của người dân tộc Tây Nguyên nha. Đây nó còn dính nè. Em gỡ này ra. Sừng này bằng đá ha. Đó, cái này là bằng cả nhà mình cùng xem nha. Cái này là bằng đá nha. Đây là đồng bạc. Đó mình gọi vô đây thông đèn rất là đẹp ha. Đây là cả nhà mình cùng xem nha. Đó. Và một cái sừng này có chiều dài là tầm có khoảng là 25 và chiều cao là tầm có khoảng là 12. Và có giá giao cái nhà 1,2 triệu, 1,2 triệu cho một cái sừng của người dân tộc đẹp độc lạ, mã số 4 ngày hôm nay. Rồi thứ hai mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay bên em còn được một cái song trầm bàn tay Phật. Rất là đẹp ha, chất liệu bằng đồng. Hình ảnh cả nhà đang xem đó là một cái song trầm bàn tay Phật, chiều cao tổng thể là 20. Rồi bề ngang tầm có khoảng là 10 cm. Hình ảnh mẹ Quan Âm trong đây. Trên này bàn tay ha. Ở đáy có chuyện luôn. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái song trầm bàn tay này là 950.000 cho mã số 5. Rồi, thứ hai mã số 6. Mã số 6 trong video ngày hôm nay thì bên em còn được một cặp kỳ lân chất liệu bằng đồng. Và tổng trọng lượng của cặp kỳ lân này nó rơi vào khoảng 2 kg, chiều cao tổng thể là 14 cm, bề ngang là có khoảng 10 cm. Có giá giao lưu cả nhà 1,2 triệu ha cho cặp kỳ lân của ngày hôm nay nha. Cặp lân chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì một chiếc thuyền bồm thuận bồm xuôi gió nha. Đó, một chiếc thuyền chở đầy thuận bồm xuôi gió trên đây, tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 19, rồi bề ngang có khoảng 21 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một chiếc thuyền như thế này là 1,1 triệu ha cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 ngày hôm nay bên em còn được hai tượng đồng về công giáo. Đó, tượng cha và tượng mẹ chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng 5 kg cho tác phẩm này và chiều cao tổng thể là có khoảng là 29 cm, gần 30 cm, bề ngang mỗi tượng là tầm có khoảng là
12 chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình hai tượng này là 3 triệu đồng ha, cho mã số 8 trong video ngày hôm nay. 3 triệu đồng cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay bên em còn được cua kẹp tiền, cua kim tiền. Đó, một con cua 8 cẳng 2 càng, tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Rồi chiều cao là 21. Rồi bề ngang có khoảng là 16 cm. Rồi có giá giao lưu cả nhà mình 1.200.000 nha, cho tác phẩm cua kim tiền của ngày hôm nay. Đây là mặt sau. Bờ đáy là có chuyện luôn nha cả nhà ha. Đây là mã số số 9 trong video ngày hôm nay nha. Xem được đừng tiếc, cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là cốc. Đây một con cua cốc 3 chân, hay gọi là thiềm thừ. Ở trên lưng là có một sừng và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 27. Rồi chiều cao là 20 và tổng trọng lượng là 5 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho một cua cốc 3 chân. Trên đây là có hai sâu tiền, một sừng trên đây rất là đẹp cả nhà ha. Đây, đã có chuyện luôn nha. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 đó là một chiếc thuyền nha, thuyền bồm thượng bồm siêu gió. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 28 cm và chiều cao tổng thể là có khoảng 24, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 3 kg. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 1.800.000 cho một chiếc thuyền bồm rất là to ngày hôm nay nha. Đây là mã số 11. Rồi, tiếp theo mã số 12. 12 thì bên em còn được một con thần giữ tiền rất là nét. Thần giữ tiền nha các em ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Thần giữ tiền là tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 16, bề ngang là có khoảng là 9 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình ha. Thần giữ tiền này là 850.000, mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một bộ binh khí bát bổ chất liệu bằng đồng. Đây là một loại bộ gồm 8 loại binh khí khác nhau, tổng trọng lượng là khoảng 700 g, chiều cao tổng thể là có khoảng 27, bề ngang là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Một bộ binh khí bát bổ nha cả nhà ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình 800.000 nha, cho mã số 13 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 thì bên em còn được đó, một cặp trâu. Trâu đồng tử bao gồm hai chú đây, nằm trên lưng trâu. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg và chiều dài tổng thể là có khoảng là 15 và chiều cao tổng thể là 7 cm. Và một hai chú trâu đồng tử như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà 1 triệu đồng thôi nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Hai đồng tử nè, đang ôm trên trâu nha, một cặp. Đó, rất là đẹp ha, về trưng bày sưu tầm nha. Con trâu khởi đầu cơ nghiệp ha. 1 triệu đồng cho mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 hôm nay là em còn được một tượng Phật chất liệu bằng đồng. Tượng Phật Di Đà, người đang cầm cái bát tổng lượng 3,5 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là gần 29 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 14. Chất liệu bằng đồng. Và tượng Di Đà có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho tượng Phật Di Đà của ngày hôm nay. Ở đây có chuyện luôn nha các em ha. Đây là mã số 15. Rồi 16. 16 ngày hôm nay đó là một bộ tượng tam mã, ba con ngựa, chiều cao tổng thể là có khoảng 20, rồi bề ngang là 16, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 1,7 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 1.300.000 cho tác phẩm này ha. Tam mã, mã số 16, ở đây có chuyện luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 ngày hôm nay là một cặp ngựa Long Phụng chất liệu bằng đồng. Và tổng trọng lượng á tầm có khoảng là 2,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 20, chiều dài tổng thể là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 1.800.000 nha, cho một cặp ngựa Long Phụng của ngày hôm nay, rất là đẹp ha. Mã số 17. Rồi mã số 18. 18 thì một cặp tỳ hưu chất liệu bằng đồng. Đó, một tỳ hưu cánh. Cặp tỳ hưu này tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng 20, rồi chiều cao là có khoảng 13. Hai bên là có hai cái cánh mọc sừng luôn nghe nha ha, rất là đẹp nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 cho cặp này nha. Cặp này ha, 1.700.000 cho mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19 trong video hôm nay. Thì bên em còn được một bộ khay chầu rượu. Đó, chất liệu đều bằng đồng hết. Một bộ khay chầu rượu như thế này tổng trọng lượng là khoảng 3,5 kg. Và nó bao gồm là thứ nhất là một cái bình bằng đồng. Rồi một cái khay, nguyên khay bằng đồng hết nha cả nhà nha. Đây là một cái hũ đựng chầu cao ha.
được hai lớp, bảo quản hai lớp. Rồi hai cái ly đường kính là cỡ khoảng là 5 cm, bình thì cao là 20 và cái khay là cỡ khoảng là 23,5. Một bộ như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2,4 triệu nha, 2,4 triệu ha, rất là đẹp nha. Về mình có thể trưng bày sưu tầm hoặc là cho thuê đám cưới được cũng được nha. Đây là mã số 19. Rồi mã số 20. 20 ngày hôm nay luôn. Bên em còn được một con rồng. Con rồng phun châu. Đó. Một con rồng rất là to, tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 4,2 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là gần 40 cm, 39. Rồi bề ngang. Bề ngang là 25. Và tổng trọng lượng là 4,2 kg và có giá giao lưu cả nhà 1,9 triệu nha. 1,9 triệu cho mã số 20 trong video hôm nay. À, tiếp theo mã số 21. 21 là một cặp bình nho sóc. 21 là cặp bình nho sóc ngày hôm nay và tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 6,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 36 cm. Bề ngang là có khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Và một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình á là một cặp bình nho sóc như thế này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha. Tổng lượng là 6,5 kg. Đây là mã số 21. Rồi tiếp theo mã số 22 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì bên em còn được một cái ấm hai lồng thì giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Độc lạ nha. Đẹp độc lạ luôn, ấm hai lồng. Đây, lồng trong đây ha. Trên đây là có một số hình ảnh một số con ha. Con gít rồi nè. Đầy đủ ha. Và cái này tổng trọng lượng là khoảng 1 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm, bề ngang là có khoảng là 10 cm, mà có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì xem được trực tiếp chăm sinh một like và đăng ký kênh cả nhà nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào lúc sau những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Xin chào, hẹn gặp lại.